chứ, đúng không? Đẹp trai như mình, dễ thương như mình đi rồi mà không ai thương. Thưa Cà Khịa, xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm trước á, mình đã đi tắt cá và bắt được một ít cá rô đồng và đã về rửa sạch và ngâm nước muối. Các bạn thấy không? Đây là những con cá rô đồng mà đã được rửa sạch và ngâm muối. Bây giờ mình sẽ làm một cái món ẩm thực mà dân dã thôi, bình thường thôi, mà nhưng rất là ngon, rất là tuyệt vời. Đó là cá rô đồng chiên xù để đãi tới tất cả mọi người. Để mà có những cái món đặc sản như vậy á, thì các bạn phải theo chân của mình để đi vào bếp và xem mình chế biến như thế nào nhé. Bắt đầu mình đi cắt rau nha mấy bạn ơi. Mình đi cắt rau đây để vô chuẩn bị làm cá để ăn. Rau ra đâu, nhà trồng không có thuốc nha mấy bạn ơi. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây. Hôm nay mình vẫn tiếp tục làm cái món nước chấm gọi là hoàng thánh. Thì gia vị thì cũng có những cái gia vị bình thường thôi. Tỏi, ớt, rồi chanh, rồi nước mắm. Hy vọng sẽ nhận được nhiều lượt like và bình luận của các bạn. Like và chia sẻ với các bạn. Nhớ like và ủng hộ kênh của mình nha. Kỹ là anh lùm, anh rẻ là anh vợ là ngon thôi nha. Cái con gà lắm nghe chưa? Hiểu chưa? Nghe nhờ có tí gì làm đi được xong nữa. Có chuyện chứ, hiện là gánh không nổi thì có chuyện thôi. Thở hai đứa im đi, tí anh làm luôn hai đứa bây giờ đó. Thở lâu đó cho cái bà rồi đi chừng. Tập bây giờ á, nghe chuyện rồi tối qua chưa? Đó, chuyện rồi tối qua nè. Kể cho nghe nè, vui lắm. Hồi tối qua anh vàng á. Thôi, bậy nè. Tối qua anh vàng á, nó đầu đâm tao. Ông thì ông có chuyện lâu đâm bữa rồi đi. Lộn miếng bán này lo lộn đi. Bán không lan sang cho chuyện của người lăn chăn cái hàng kia thì không người ta quánh người ta đâm vỡ đầu đúng không? Đi làm mà mắm chấm đúng không? Đang còn sống được cái thầy cây quả đất đi đúng không? Thì cái con người đúng không? Còn sống được không? Thì như mày nói chuyện gì? Mày nói chuyện gì? Cũng không chết cơ. Cái thứ bóng bóng gì đúng không? Đẹp trai như mình, dễ thương như mình đi mà không ai thương đấy. Đúng không? Đẹp trai như mình, dễ thương như mình đi mà không ai thương. Chính hôm nay mới uống tầm tạ. Đồ cái giả đường đồ luôn kính quá mày. Ê, đi ra mới tắm thôi. Trời ơi. Ra chính chuyện chơi kinh nè. Chơi đâu? Chơi mà chơi có chịu không chứ? Hết cái đầu. Chơi hết chứ. Chính chịu chơi mà không chịu chi. Đồ chi đâu nghe. Đi đâu nghe. Đừng có chơi mà chơi cho nó ra. Phải phải nhìn cánh nhóm lửa chứ đốt một lần là cháy thôi, chứ đừng có bao giờ mà đốt lửa nữa. Anh em nghe, thì cái này muốn chứ nhỏ nhất chứ thì khổ, mỗi lần nước uống là nhiệm vụ chi cũng cây chín thôi mà. Mình nhóm lửa xong rồi á, mình sẽ đưa cái chảo lên. Cái chảo này là được truyền qua đời này là đời thứ tư từ ông cố mình để lại. Chảo này là nói thiệt luôn á, là nó có trước cái nhà nước Việt Nam của mình luôn á. Thời mà Việt Nam có thôi chứ. Cái thời mà không được học lịch sử này, cái thời mà chưa có thành lập nước Việt Nam á, ông cố ông tổ mình á đã có cái chảo này rồi. Sau qua những cái cuộc mà đấu tranh thời nguyên thời Mông á, rồi bây giờ này mới có nhà nước Việt Nam á. Cái chảo này là chảo cổ nha các bạn. Chảo này nó thiệt là nó vô giá. Tuy nó sức mã cũ kỹ nhưng thực sự là cái tuổi thọ của nó là rất là nhiều rồi. Nó là vô giá. Không có cái giá nào mà mua được nổi cái chảo này hết. Chảo này là kỷ niệm nha. Kỷ niệm của ông cố mình để lại.
này, nhìn thấy không? Nó có chắp vá một chút xíu rồi mà, nhưng đây là mình là đời sau hậu duệ nên mình phải bảo tồn những cái kỷ vật của ông cha mình để lại. Các bạn thấy cá rô chiên xù mà đặc sắc nhất á, để đem lại những cái vị món ăn dân dã cho các bạn ở mình á, thì mình sử dụng dầu không chứa cholesterol. Dầu này không chứa cholesterol nha các bạn. Tốt cho chiên xào, có món nào cũng ngon hết á. Dầu này hơi là ngon. Đó, mình mua ở Bách Hóa Xanh nha. Bây giờ mình sẽ đổ cái chai dầu này vào. Các bạn thấy không? Đổ dầu nhiều vào. Một cứ một ký cá mình đổ một lít dầu. Đây mấy con thôi mình đổ nửa chai ra. Đó, các bạn thấy không? Tốt cho chiên xào, món nào cũng ngon. Giống Covid quá trời. Thấy con mà dính Covid không? Ở nhà ngủ không mẹ? Chứ có đi đâu đâu. Mày có túi đi làm sự. Đó, mày đi tìm Lâm Mưu cho mày cu Covid. Cha mẹ tái ngộ cùng chính chịu chơi. Mọi người hãy nhớ like và share, chia sẻ kênh cho mình ngay và lập tức. Xin chào mấy bạn. Ê, để chơi không tính được. Chính là cái gì đó. Chó con, dễ thương lắm. Nhìn chứ giống cuốn con quá. Cuốn con. Y như cuốn con. Nay á, mình sẽ chỉ cho các bạn cách chiên cá rô đồng mà ai cũng biết làm hết á. Mình bây giờ mình mới học hỏi thôi mà, nhưng mình ra đồng mình nói mình chỉ vậy á. Các bạn có gì bỏ qua cho mình nha. Đừng ném đá vô nghe các bạn. Muốn chia con cá tô đồng này á, mình phải bắt về phải ngâm sạch lên, ngâm muối và rửa rồi thật sạch để cho qua một ngày vậy đó. Rồi xong cái mình khi mình trước khi mình chiên á là mình bỏ vô những cái cục đá này nè, vô cho nó lạnh đi, nó sẽ lạnh và nó sẽ nằm im. Mà khi mình bỏ vô mình chiên á là nó bất tỉnh nhân, là nó sẽ không có bị, nó không có quẩy nè. Bây giờ mình sẽ bỏ cá vào nhá. Đó, các bạn nhìn nè. Đó, đã không? Đó, cá rô thằng thánh. Đó, anh Chính chịu chơi làm gì anh Chính chịu chơi? Thủ phụ thôi. Các bạn thấy không? Đó, sẽ sau một ít thời gian con cá nó sẽ vàng và giòn lên. Sau thời gian cá nó sẽ giòn lên và nó vàng lên. Chiên theo cách của mình nó sẽ giòn và nó vàng, bảo đảm. Cá rô á là từ xưa đến giờ rồi, nó là một món ăn dân dã miền quê của mình. Nếu mà trúng cái mùa này mùa mưa nữa, có một chén cơm nóng và chén nước mắm cay cay ngọt ngọt, thêm ít rau nữa. Cá rô đồng. Sau ít phút á thì mình được một mẻ cá đầu tiên đã được dòng rồi. Đó, là mình sẽ vớt ra bỏ lên trên những miếng giấy cho nó ráo dầu đi. Lửa hơi yếu nha. Lửa hơi yếu à? Xuống tự. Đang mằn mò dưới bếp thì mình đã được những con cá rô giòn ngon, và bây giờ là mình sẽ đem lên và mời tất cả mọi người thưởng thức. Các bạn thấy gì chưa? Đó, ở quê mình thì không có cái gì á. Đây là những cái đặc sản, những cái đặc sản ở đặc sản mà nói chung là dân dã thôi, ăn rất là ngon và nó không thể thiếu vào những cái buổi trời mưa như thế này. Nước chấm này, nước chấm đây là nước chấm chanh chua ngọt à.
À, nhìn thôi là chảy nước miếng rồi. Và cùng những cái rau sau này đó, ăn để cho nó kèm theo những cái này nó sẽ ngon hơn. Đó, chỉ là và không thể thiếu đó là món bánh tráng này là đặc sản của Quảng Nam nghe, Quảng Nam quê hương của tụi mình, của tụi mình. Mà cái này á là các bạn biết không? Mình phải nhờ người bà con ở ngoài đó gửi vô những cái tấm lòng yêu thương của bà con Quảng Nam gửi vào cho mình nè. Đó các bạn không? Đó, bây giờ mình sẽ mời tất cả các bạn thưởng thức cái món như thế này. Và bây giờ nó nói nè, giờ ăn không á rồi nó cũng kỳ quá. Bây giờ nè, mình chia ra hai phe đi, mình thi ăn đi. Nghe phải không? Chính chịu chơi với lại Phi công tử một phe chưa? Còn ông chủ Ngô và Huy Cà Khịa một phe. Thi coi thử ai ăn nhanh hơn sẽ được một phần thưởng. Phần thưởng nó là cái gì ta? Phần thưởng đó là 100.000. Các bạn thấy không? Ghê không? Phần thưởng rất là lớn. Vỗ tay. Phần thưởng nha. Ai thắng thì sẽ được thưởng 100.000 nha. Các bạn ta giữ dùng phần thưởng nha. Ở bây giờ nè, công đoạn chia ra đi. Có cần đếm con không? Đếm con luôn à. Thôi, từ từ. Bây giờ nè, chia ra 20 con trước, mỗi độ 20 con trước đi. 20 con trước, 30 con đi. 30 con đây là 30 con đây. Bây giờ con bự nữa mày, mày khôn nữa. Mày đâu có bự. Mày đều đều nhau chứ mày chơi thi mà mày con mới đều đều nhau. Anh thấy mày bự ra nút. Hả? Rồi, bắt đầu. À. Bơm một. Trời nhúng trước luôn kìa. Ăn giòn, tên có tên ăn giòn. Nhúng gì mà nhúng nhiều vậy? Thời gian á là 10 phút bây giờ. Và là mỗi đội là 40 con. Là bây giờ này ăn thì ai xong trước là sẽ được phần thưởng hồi nãy mình có đưa ra đó. Ok. Và bây giờ nè tất cả là 1 2 3 bắt đầu. Đâu? Hả? Chưa mà mọi người mà. Ừ. Mọi người nè. Thôi. Rồi bây giờ nè là cái con đầu tiên á là mình cuốn cho bạn chính, là những cái tâm tình mình gửi cho bạn chính nè. Quất cái này là con cá anh bỏ vô rồi, rau rồi, bây giờ nè là chấm mắm dùng luôn hả. Nhai là phải hết con nha. Hey, ăn ngon quá đã, quá đã. Hay nhát gì đàn ông rồi mày. Đào. Một con, tới bi, tới bi. Rồi, quá. Trời ơi, bây giờ là cũng ngon không? Nhanh. Tốc độ. Mưa rồi mấy bạn ơi. Ngon quá. Tốc độ. Này đâu đâu, đâu lớn. Trời ơi, cái này mà kèm con cá rô này nè, kèm thêm miếng rau nữa, chấm thêm miếng nước mắm đi. Ba ơi, chua chua mà ngon. Rau á. Thôi, em một con rồi đó. Hiểu đó, cầm tới ai là tiểu đó. Đụng ra đụng nó chín nữa nè, hả giờ chín hai lần rồi đó. Thiệt, chín hai lần một lần là đứng bát cảm rồi. Xong rồi tôi đó. Ăn nhanh lẹ nhau tôi quá trừ theo cái Phi. Nhanh lên trời mê, ăn mà không vô được, ăn phải nhanh lên. Má nhỏ chín nữa đâu ra mà chín biết nữa rồi. Ngon kim sang bì vậy chứ đâu. Thiệt luôn á, có thừa hưởng luôn ba lần đó. Ba không có để mày đi không đi. Khỏe đâu, chân nhát vô con cá. Không, ông nhát vô răng rau nè. Miếng ra dính đó. Phải đâu, nhát vô con cá. Nhát vô con cá. Đây này, làm ra ăn bữa con sẽ bị. Nhanh chín ơi, hết giờ rồi chín ơi, còn mấy con nữa, tranh thủ đi. Ừ, các bạn không? Ngon. Đang đồng, đội bạn đang còn nhiều quá. Và đội mình cũng không có còn nhiều, mà quá nhiều. Dạ, nhanh lên nhà ơi, thua vợ. Đang lên. Tao không chơi, không chơi ăn rau, không chơi ăn cá không nha, phải cứu đàng hoàng nha. Ừ. Cay quá.
Dần dần. Nhanh lên chỉnh ơi, nhanh lên chỉnh ơi. Tao nút con nổ luôn nè. Từ từ ơi. Nó mở nhỏ lắm. Ôi rồi, đông ăn. Ra đây ra nhà trồng không ngon mấy. Ra đây ra nhà trồng đó. Cái thuốc kia đây mấy bạn ơi. Miếng cá nó rồng rồng luôn rồi. Tình đủ nó ăn, tình đủ nói chuyện nó ăn hết rồi kìa. À, mấy ông nội chơi tôi là tôi giờ phải kiểm tra. Tôi bóp ra mấy bạn. Nhảy cái gì nữa? Anh chơi mình mấy bạn à. Thấy cái gì trong đây không? Wasabi á. Thôi sợ mấy anh đi rồi. Tôi kiểm tra từng câu á. Cá chi nó giòn rụng mà. Cảm ơn mà những cái miếng. Hay rồi, hay rồi. Ồ, quá ngon. Wasabi, mày ăn răng mà mày chạy biết vậy. Có ai chờ ác dữ trời. Tôi thấy chơi đúng không? Dạ. Anh thấy nhát cái bồ tạt cho cá đúng không? Anh nãy giờ ăn chiên có mọi người theo chân anh có nhát cái gì đâu. Ăn cũng gói luôn á trời. Trời ơi. Anh có nhát gì đâu trời. À, cho em mượn ra nước đi. Mượn ra nước hả? Ừ. Anh đúng cái gì mà uống nước vậy vậy? Anh thì ác quá anh ơi. Nhanh lên, hết chưa chín? Con cuối cùng kìa. Nhanh đi, nhanh đi, gần hết rồi. Hết chưa, Chín rồi hả? Nhanh dữ ta. Cầm tay vô kiểm tra nè. Thấy không nào? Bấy cái gì? Bấy cái con nha các bạn. Dạ. Bấy cái con. Ủa? Mình chi đó, mình chi đó. Chiến thắng rồi. Chiến thắng cái gì? Nãy giờ chưa bấm giờ bắt đầu mà. Thôi, chưa bấm giờ bắt đầu mà. Đừng để ổng, nói ổng chơi qua wasabi nữa chưa á. Dở bàn không đi. Chưa bấm giờ bắt đầu mà. Là kiếm cái gì đó. Giấu con wasabi. Ăn đi chứ. Đây là wasabi. Ừ, giờ đi. Mà sao không nhặt bỏ. Mình mua bát sống sạch á. Nãy giờ chỉ nói chung là nướng cua bằng chính xí thôi. Mọi người bạn phát hiện ra sớm quá. Nói chung chính đạn ba lần luôn rồi chứ. ảnh ăn vô mà công nhận là không, do mình đã biết ăn wasabi rồi nên mình cũng không ngại chi để mình xử lý tình huống cay được. Có nó không cay mà nó nồng. Thôi nói chung là bữa nay á ăn cái món này mưa nữa ngon mà tụi mình bây giờ ăn hết chứ mà còn ba con mà bán ngon mà miếng rô có rô chiên thù nữa. Nó thì luôn bây giờ là biến của bánh trắng rồi. Anh Hy chơi ở cay quá anh Hy ơi. Cay lắm. Cay chi này bằng quá sao. Vậy là cuốn cuối cùng nữa bạn ơi, anh nổi được cay quá. Thấy cá rồi, thấy cá rồi. Chi? Thấy cá rồi. Mời bạn. Còn quá. Chiến thắng rồi. Anh của em ăn nhiều hơn anh kỳ kỳ đó. Đưa đây. Em ăn nhiều hơn mà. Để em nhận chứ. Em đánh đi. Vợ bằng thưởng á. Hai thằng giành nhau là không đưa luôn. Không, đưa em nhận rồi em chia cho anh. Nhiều hơn em. Để em chia cho anh. Không. Để nhận cho. Vậy bây giờ hai đứa giành nhau rồi thôi đưa cho anh Huy đi. Thôi đưa em chứ, em ăn xăng rồi tháng rồi đưa bây đây. Bây giờ đưa cho anh Huy văn sự đi. Thôi, ổng có liên quan nhậm lấy luôn á, ổng thua mà. Thôi, nói chung là thua á. Cầm nè. Thua á. Đó. Thua thì nhận thôi đó. Kỳ đó. Kỳ đó. Đổ đi. Đó. Ôi cái cây cạp cái gì, cạp cái gì chi đâu. Hôm nay là những cái món đặc sản của quê này nó cũng thân thuộc với chúng ta lắm. Hôm nay là mình chia sẻ các bạn cái món ăn này rất là ngon mà nhưng bây giờ này mình không mình ăn ngon quá ở đây mình ăn hết rồi. Bây giờ tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Chúc mọi người là sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Nhớ like, share và share cho kênh của mình nha để được những cái video nó hay. Bye.
bye bye.